bắt đầu quay chưa? Người đây phải chào nhún đi một cái chứ. Thế còn phải gọi tên chứ. Hạ Văn Trần. Có ơi. Cung thì cún. Khách mời đến à. Tết đi. Chào bò. Chào bò. Chào bi bò. Con chim. Nhu ơi ngồi thẳng lên con. Quay anh gửi với mẹ không? Ai ngồi cạnh anh Nhạnh nhỉ? Như anh. Ừ đúng rồi. Nhu ơi ngồi thẳng lên con. Đấy. Xinh nắp của hai chị em. Ừ. Kìa. Ông ăn luôn cho treo áo này. Đi ơi, đi ơi. Nhu ngồi đi. Bin, 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 bin. Tôm, có tôm. Tôm ơi con ngồi lên ghế. Không có. Tôm. Cái gì được không ạ? Chú tôm ngồi có. Bin ơi, Bin ngồi vào bàn xem nào. Bin ơi. Bin. Đúng rồi. Đấy, chú tôm mà chú tôm ngồi giỏi nhỉ? Tôm ơi, mai mới vào đây là gì? Tôm. Không biết, sao mà hỏi nhiều thế? Thì ta tôm không được. Ngồi đằng đây con. Quay cho mọi người xem. Đúng rồi, đi nào, đi thẳng lên. Đấy. Chưa chào bà nhá. Đây là em Sóc nhá. Đây là em Sóc. Em Sóc Thảo Mai. Chào gì? Sơn hội, tức cơ hội. Để em gầy chứ. Tốt rồi, quan hệ.
đâu đâu hôm qua lúc đầu đi em đã ép con như gì thấy nước ra đây kìa. Đấy đây đấy. Mấy cái bà kia chim nào đi đi chào đi, vẫy tay. Vẫy tay nào. Chào tất đi. Cái quần ngủ con này vào cho nó đi cái quần này. Chim ngắn quá. Không phải mà là sao mà không lật cái lên, nó bao lần nó không phải lật lên. Mang quần đi không? Không, tôi không sao, vài giọt không sao hết. Cho nó thơm. Cho nó thơm cho. Chị ngắn nhé. Nó nào nó không có. Cháu không hề ngắn bộ đấy.
bảo